Thưa quý vị, nếu như khai năm dịch bệnh vừa qua, trái thanh long rất giá thê thảm, khiến diện tích thanh long tại Long An bị kéo giảm đáng kể. Thế nhưng từ sau Tết đến nay, loại trái cây này đang có giá kỷ lục, đã giúp cho nhiều nhà vườn rất phấn khởi vì gỡ gạt lại được sau nhiều năm mất trắng. Với khoảng 1.300 gốc thanh long trên 0,8 hectare đất này, ông Tính đã thu lãi được hơn 250 triệu đồng sau hai đợt bán từ đầu năm đến nay. Với mức giá trên dưới 40.000 đồng một ký loại 1, không những ông Tính mà hàng ngàn hộ dân trồng thanh long ở Long An đang rất vui mừng và ra sức tham canh để nâng cao hiệu quả kinh tế từ trái thanh long, nhất là việc chú trọng sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ hai năm trước dịch bệnh đó, giá có nhiêu có một hai ngàn ký lỗ công tùm lum ở đó rồi chi phí phân thuốc mình cũng các cái giờ mình lại đây cũng cũng gỡ lại cái hai năm dịch vừa rồi đó chứ năm rồi là tính phá đó mà mà cái hên được cái cái giá thanh long vậy rồi mình làm rồi nó ấy ngon rồi thôi cũng dưỡng dây vào lại làm ăn ít năm nữa là mới phá sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, thanh long bắt đầu xuất khẩu dễ hơn, giúp cho giá của trái cây đặc sản của Long An được khởi sắc hơn trước rất nhiều. Hơn hết, giúp cho nông dân có nguồn thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội bền vững. Thì từ ngày trồng thanh long thì cũng cố gắng phát triển cây thanh long để tạo cái nền kinh tế nó ổn định hơn, và cuộc sống nó được hoàn thiện hơn. Trung Quốc mở cửa là cơ hội cho nông sản Việt Nam xuất khẩu, nhất là trái cây. Tuy nhiên, quốc gia tỷ dân này ngày càng đưa cao kiểm tra chất lượng hàng hóa, mã dùng trọng. Do đó, các địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp và nông dân làm đúng theo quy định của nước bạn để việc xuất bán thuận lợi hơn. Hiện toàn tỉnh Long An có khoảng 9.000 hecta thanh long, trong đó diện tích cho trái chiếm hơn 82%, tương đương khoảng 7.400 hecta.